Chào em. Dạ, khỏe không? Không? Chị hả? Chị cũng đang bận. Hôm nay có quay Ruko Beauty Show tập 23. Có nói với em rồi đó, em chuẩn bị tới để chia sẻ với lại mọi người chưa? Vậy bây giờ em qua luôn nha, tại vì hôm nay em tới lịch làm BRB lần 2. Hồi lần 1 của em là em đang chỉ 400 sợi với lại sim lần 1 rồi. Thì em thấy đây ok lắm. Ok, chúc mừng em. Hai chị em đi. Ok, vậy thì nếu như vậy thì cho chị được quay lại và chia sẻ câu chuyện này với lại các khách hàng của Ruko tại kênh YouTube luôn nha. Hôm bữa là có năn nỉ rồi, có đồng ý rồi, nói là nếu mà hiệu quả thì sẽ cho chị chia sẻ tiếp với mọi người về tình trạng rạn da bụng của bé Thư đó, nhớ không? Dạ, thôi thôi thì hôm nay sẵn quay ra luôn cái giảm béo của em đó. Hôm nay là em ốm nhiều rồi nè. Em thấy tay mớm không? Ok, chúc mừng em. Tí nữa gặp em nha. Nha. Rồi. Đi liền đi cưng. Dạ, bye bye. Dạ, bye bye chị. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trâm Ruko và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau tại Ruko Beauty Show tập 23 của chương trình làm đẹp tại kênh YouTube chính thức của Ruko International Clinic, Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế Ruko. Cũng như mọi khi thì hôm nay Trâm lại đại diện Ruko chia sẻ đến với tất cả các khách hàng cũng như là khán giả xem chương trình thêm về một tình trạng của tất cả các chị em phụ nữ nói chung và những khách hàng tại Ruko nói riêng đã gặp phải, đặc biệt đó là những phụ nữ sau sinh. Thì nói đến đây chắc chắn là mọi người cũng đã đoán được đó là tình trạng gì rồi mà các chị em của chúng ta mỗi lần sinh em bé xong thì đều cảm thấy rất là mặc cảm về những điều đó. Xin chia sẻ luôn, đó chính là tình trạng rạn da vùng bụng. Và khách hàng của Ruko không ai xa lạ hơn, cũng chính là nhân vật chính trong tập 22 vừa qua của Ruko Beauty Show, đó chính là bé Thư, là một khách hàng đã đồng hành với Ruko suốt cả một quãng thanh xuân của cô bé này. Và sau khi mà Ruko đã giúp Thư có thể loại bỏ một phần nào đó lượng mỡ thừa sau khi mà em ấy đã sanh em bé xong thành công, thì tiếp tục nữa đó chính là những vết rạn da bụng mà Thư đang phải chịu đựng, bởi vì cô ấy là một cô gái có thân hình rất là mảnh khảnh. Chính vì thế mà khi mà mang bầu thì em bé của Thư thì hơi to, nên thành ra là sau khi mà sanh bé ra thì vùng da bụng của Thư gần như là trùng nhão rất nhiều. Và đặc biệt là với những thân hình mình dây như vậy thì khi mang bầu xong thì các chị em phụ nữ sẽ thường xuất hiện những cái vết rạn và rất là đậm màu, rất là sâu, và nói chung là khiến cho Thư cảm thấy rất là stress và ám ảnh. Sau khi mà Thư chia sẻ với Trâm về những cái vết rạn vùng bụng của mình thì Trâm cùng với đội ngũ các bác sĩ của Ruko đã tư vấn cho Thư là sẽ áp dụng phương pháp cấy chỉ collagen mini 400 sợi tại vùng bụng cho Thư để giúp tăng sinh lại cái lượng collagen mà Thư đã mất đi sau khi mà co giãn vùng bụng của mình lúc mang thai. Và bên cạnh đó thì Ruko cùng với đội ngũ các bác sĩ có tư vấn thêm cho Thư là phương pháp cấy tiểu cầu của BRB để kích thích tăng trưởng lại các mô, tế bào da và giúp cho vùng da rạn ấy sẽ trở nên đều màu hơn, sáng màu hơn và hồng hào hơn. Cải tạo về màu sắc rạn da trên vùng bụng của Thư. Thật sự mà nói thì về tình trạng rạn da cho tới thời điểm này thì như Trâm hoặc là Ruko cùng với các bác sĩ nhận định thì là tình trạng rạn da bụng cực kỳ khó chữa, và khách hàng phải tìm đúng phương pháp cũng như là phải rất kiên trì thì mới có thể mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Và rất là may mắn là Thư, bởi vì là một khách hàng quá thân thuộc rồi, cho nên thành ra là em ấy rất là tin tưởng Ruko, và Thư đã đồng hành cùng với Ruko ngay từ những bước đầu. Chính vì vậy mà đã mang lại hiệu quả gần như
tuyệt đối đối với vùng da bụng của Thư, dù chỉ là phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp kế chỉ mini collagen thôi. Và Thư còn tiếp theo như chăm nhớ là bạn ấy ngày hôm nay sẽ tiêm lần 2 tiểu cầu BRB, và Thư sẽ còn thêm 4 buổi nữa. 4 buổi này thì sẽ cách nhau là một tháng nha mọi người. Và thôi bây giờ sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa, và một chút nữa thôi Chăm cũng như Thư sẽ khoe về kết quả sau khi mà Thư đã cấy chỉ mini collagen tại vùng bụng rạng da 400 sợi như thế nào nha. Tranh thủ chứ. Chị đang ngồi chị xem lại cái kết quả mà sau khi điều trị rạn da bụng của em nè. Dạ. Ok quá ha. Là em muốn đi làm thêm một lần nữa cho nó mịn luôn. Không, em quên rồi hả? Em có tới 6 lần lận. À, em phải làm liệu trình 6 lần. Dạ. Chắc là mua nhiều liệu trình quá nên giờ quên đúng không? Có nghĩa rằng là vừa rồi là em làm mà đang chỉ collagen vùng bụng 400 sợi. Dạ, đúng. Với lại là một lần cái tiểu cầu BRB. Dạ. À thì hôm nay là em sẽ làm tiếp là lần 2 sau 1 tháng. Dạ. À, mà sau 1 tháng mà chị thấy là gần như là có tiến triển tốt đó Thư. Dạ. Mọi người có gửi cho em chưa? Mấy bạn chăm sóc khách hàng có gửi em rồi đúng không? Nè. Có gửi không? Không có dám xem tại sợ xấu. Không nhưng mà nếu mà so sánh hai cái hình này thì công nhận là mời nhiều chị ha. Dạ. Tại vì em biết sao không? Cái chỉ collagen á, khi mà nó thẩm thấu vào da của em á thì nó sẽ gần như là nó tan vào vùng da đó liền và nó kích thích tăng trưởng collagen liền. Thì khi đó thì những cái vết rạn da nè em thấy không, nó lõm lõm xuống á thì bắt đầu là cái da của em nó sẽ liền lại. Bây giờ thì chắc là cũng đã tự tin một phần nào rồi đúng không? Bây giờ nói nghe nè, cho chị xin phép show với lại các khán giả của chương trình được không? Dạ. cho hội đồng điểm sửa của em thấy để mà xin. Đúng rồi. Tại vì mình không bị, nhưng mà khi mà mình gặp khách hàng của mình á, đặc biệt là những cô mà mình dây á, thì khi mà có em bé xong thì chị mới cảm nhận và hiểu được cái nỗi khổ của các chị em khi mà bị rạn da. Phải nói là em muốn bị trầm cảm luôn đó chị. Dễ hả? Không một phát là muốn bị trầm cảm. Nhưng mà cái rạn da đó là khi mà em săn xong và sau khi mà mình lấy em bé ra là vài hôm, thì khi mà cái bụng mình bắt đầu từ từ nhỏ lại là lúc đó em bắt đầu mới thấy hả? Hay là em đã thấy khi em có em bé rồi? Lúc mà mang thai là bắt đầu đang mang thai 8 tháng lại bắt đầu có rạn. Xong rồi rạn nó chạy rất là nhanh. Hết cả cái vùng bụng em như tấm hình này nè chị. Xong rồi em nghĩ là sinh xong nó sẽ mờ dần. Nên là hầu như là em không có quan tâm tới cái chuyện rạn bụng luôn. Nhưng mà em có khoa cái thuốc không? Dạ nó có một cái thuốc. Em vẫn khoa thuốc. Sau khi mà sinh xong em vẫn khoa thuốc. Nên là em cứ nghĩ là khoa thuốc từ từ nó sẽ mờ dần. Nên là em chỉ lo giảm béo thôi. Sau khi mà giảm cái bụng em giảm xuống rồi mà rạn nó vẫn chưa hết. Thông thường khi mà bắt đầu mình thải được cái mỡ thừa mà cái bụng của bé Thư nhỏ lại thì lúc đó bắt đầu những cái vết rạn giống như nó bắt đầu là khi bụng mình nhỏ đó thì mình sẽ thấy rõ hơn. Tại vì lúc đó cái da mình nó sẽ hơi có một chút giống như nó co lại một tí. Dạ đúng. Tại vì mình đã loại khỏi cái lượng mỡ thừa rồi. Nên thành ra là Thư áp dụng cái phương pháp mà trị rạn da ngay lúc này là chính xác nhất. Đó là đúng thời điểm luôn á em. Thì thôi bây giờ hả, không làm mất nhiều thời gian của em, để em chuẩn bị em lên em cấy cái tiểu cầu BRB lần 2. Dạ. Thì chị sẽ chia sẻ cái hình ảnh trước sau này với lại mọi người nha. Dạ ok chị. Ok thì bây giờ mọi người ơi, mọi người có thể nhìn thấy vùng rạn da bụng của bé Thư. Sinh mãi thì Thư mới cho mình chia sẻ nè. Thì mọi người thấy là rất là hiệu quả có đúng không ạ? Có nghĩa là bạn Thư vừa mới làm được một buổi cấy collagen, chỉ collagen 400 sợi là ngay buổi ấy luôn, là trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi, và kết hợp cùng với cấy tiểu cầu VIP để làm trắng sáng vùng da bụng và trị rạn da cho Thư. Thì kết quả rất là khả quan đúng không? Dạ. Thì đây chính là động lực của Ruko đó Thư. Khi mà điều trị cho khách hàng mà hiệu quả thì chị, các bác sĩ và tất cả mọi người đều rất là vui, rất là hạnh phúc, và có thêm nhiều cái năng lượng để mà mình tiếp tục mình cập nhật nhiều những cái liệu trình nội khoa cũng như là ngoại khoa về cho Ruko nè, thích không?
bây giờ phải làm thêm test liệu trình 6 lần này nữa thì là hoàn toàn tự tin luôn chị ha. Nói chung á, lại biết sao không, chỉ cần có tiến triển tốt là ok. Có nghĩa là mình đã cảm thấy là mình đi đúng đường rồi. Nên bây giờ là cái còn lại đó chính là thời gian. Thời gian thì em cần phải, thứ nhất là em phải xuyên, em phải đi đúng liệu trình và không có được bỏ cuộc nửa chừng. Dạ. Đó là như vậy. Thôi bây giờ thì em tranh thủ để lên thực hiện tiếp PRP lần 2 ha. Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta xin chào tạm biệt mọi người ở đây. Và một chút nữa thôi thì mọi người sẽ được nhìn thấy cái quá trình mà Thư đã cấy collagen, chỉ collagen mini như thế nào và cấy tiểu cầu BRB như thế nào, để các khách hàng của Thuco khi mà gặp phải tình trạng này thì mình sẽ biết mình sẽ áp dụng phương pháp nào, và tự tin ghé đến Thuco để chúng ta điều trị. Mà đã khoe thành tích về phương pháp điều trị vùng da bụng của bạn Thư đến với tất cả mọi người, thì bây giờ trước khi kết tập thì cho phép Trâm xin được khoe thêm một thành tích rất là hân hạnh của Thuco sau khi mà đã được hãng Merck của Mỹ, đây chính là hãng phân phối máy Ultherapy trên thế giới, đã trao cho Thuco một chiếc bằng. Đó chính là Thuco là nơi tiêu thụ hàng đầu về đậu lái Ultherapy trong năm 2022 tại Việt Nam. Quá là vui và quá là hạnh phúc. Chính vì vậy mà muốn khoe với tất cả các khách hàng của Thuco, để cho tất cả các chị em của chúng ta khi mà lựa chọn Thuco trẻ hóa da hay là làm đẹp cùng với công nghệ thì các chị em sẽ càng an tâm hơn nữa bởi chiếc bằng uy tín này. Rất là cảm ơn tất cả các khách hàng cũng như là các anh chị em đã yêu quý Thuco International Clinic và tin tưởng Thuco cho tới thời điểm này. Chính vì vậy mà Thuco mới có thể sở hữu được thành tích này. Trâm một lần nữa xin đại diện Thuco cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và xin chào tạm biệt mọi người tại đây, và xin hẹn gặp lại tất cả các khán giả của chương trình Thuco Beauty Show vào tập tiếp theo của chương trình nhé. Chúc mọi người luôn sở hữu thật nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống, và đừng quên ghé đến Thuco mỗi khi nghĩ đến việc trẻ hóa và làm đẹp nhé. Tạm biệt mọi người.